Hello anh em, chào tất cả anh em quay lại channel của mình. Mình là kênh Sóc Đĩa Online đây. Ok anh em thì hiện tại trên con bàn sóc đĩa của con game 68 game bài này thì có rất là nhiều mẹo này, có rất nhiều công thức bắt khá là dễ kiếm tiền, khá là ổn định em ạ. Thì có mình hôm nay lên cái video này thì có một là cái mẹo rất là hay anh em ạ. Thì cái mẹo cũng là một cái thử thách cho mình luôn, và cũng là một cái gọi là kiếm tiền kiếm lãi hàng ngày của mình luôn anh em ạ. Đặt mục tiêu là mình sẽ nghỉ luôn, và cái cách đánh này của mình ấy, trong hôm nay ấy, sẽ là dâng lên lãi rất là nhanh em nhé, kiếm tiền to rất là dễ luôn anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ không bắt chẵn và lẻ ở trên nữa, mình sẽ bắt là nuôi nguyên vị anh em nhé, nuôi nguyên vị. Thì cái tay vừa này anh em sẽ đánh như này cho mình, 2,5 m, 2,5 m vào hai cửa ba trắng và ba đỏ em nha. Ăn thì chắc chắn là sẽ lên lãi rất là to này em này. Hiện nay vốn hô lá là căng lắm. Đấy, vốn thì có 15 m thôi. Nhưng mà cái 15 m này ấy, lên được bao nhiêu mình gọi là cái đẳng cấp của mình em nhỉ. Mở bát bố luôn này. Thì ăn 2,5 m này chỉ thì gọi là lãi coi như là gấp 3 em nhé. Đấy, lãi gấp 3 tức là một ăn 3 đấy em ạ. Đấy, rất là bố em, coi như là mất một tay thôi, không có gì nếu mà mình đánh hai cửa. Thì tiếp tục anh em nhé, cái tay này thì nếu mà nó sẽ vì là chặn thì mình sẽ không đánh, còn nếu mà mình sẽ đánh nguyên là lẻ thì mình tiếp tục là nuôi cược tiếp, bấm cược tiếp vào hai cửa ba đỏ và ba trắng anh em nhé. Đấy, mình cứ cược đều tay cho mình. Hôm nay thì vốn mình căng nên là mình sẽ đánh nuôi hai cửa là rất là to. Đấy, còn anh em mà vốn nhỏ thì anh em sẽ cân đối cho mình cái lượng tiền vào. Đấy, em chỉ nuôi nguyên hai cái cửa này cho mình. Đấy, nếu mà nó anh em xác định nó về chẵn thì anh em có thể bỏ qua tay đấy, bú tiếp này anh em, nhìn thấy chưa, bú tiếp này. Đấy, thì nếu mà nó về chẵn này anh em nghi là nó không còn lẻ nữa ấy. Anh em xoay cầu sẽ không còn lẻ nữa, thì anh em có thể bỏ qua cái tay đấy, không cần thiết là phải đánh tay đấy nữa anh em ạ. Đấy, ví dụ như cái tay này mình sẽ một là mình sẽ tiếp tục theo bằng lấy tiền, hai là mình sẽ cho nhỏ cái tiền vừa vào đi, nhỏ hơn cái tiền trước tay trước vào đi. Đấy, và ba là mình sẽ bỏ qua cái tay đánh này bởi vì nó sẽ về chặn anh em ạ. Thì mình cái tay này mình sẽ không đánh to nữa, tức là mình cái này mình sẽ đánh 1,5 m một tay nuôi ba trắng và ba đỏ em nhé. Đây cũng là cái thử thách cho mình, đây cũng là cái thử thách dành cho mình, nhưng mà là cũng là kiếm tiền kiếm lãi cho mình luôn, không có gì là khó quá đối với mình cả. Bố tiếp này, tuy là đánh nhỏ lại rồi nhưng mà vẫn là bố tiếp anh em ạ. 15 m mà lên 26 m là lãi ra hơn 10 m thôi em nhỉ, quá là ghê không em, gọi là chất lượng luôn đấy chứ. Với cái đẳng cấp của mình ấy, vào chỉ bằng bố bệt anh em ạ, bố bệt bố thông luôn. Đấy, mình sẽ tiếp tục đánh và cược tiếp em nhé. Từ nãy cược ở 1, 2, 3 tay này, tay thứ tư rồi em ạ, ba tay ăn thông rồi. Đấy, thì mình có thể tự tin thì mình có thể đánh to dần lên không sao anh em ạ. Đấy, bởi vì cái tay này mình sẽ không tự tin là nó sẽ về lẻ hơn nữa đâu anh em ạ, không tự tin là tay này sẽ lẻ nữa đâu, nhưng mà mình vẫn là đánh đều tay nhá anh em nhá. Đấy, đều tay cho anh em xem luôn bởi vì mình cũng lên vốn khá là cao rồi, thì kể cả nó về tay này về chẵn thì tay sau mình vẫn có thể là gỡ lại được anh em ạ. Quan trọng là giữ được cái đầu lạnh và bình tĩnh cho mình. Đấy, mở bát nào. Ui trời, biết ngay là về chẵn mà, biết ngay là về chẵn thì ăn cái tay này này, cái tay này mới gọi là tay to này anh em này. Thì cái tay này về chẵn thì xem điểm chẵn nó có nhảy không nhỉ. Cái điểm chẵn này mà nhảy thì ôi, nhảy rồi em này. Cái tay này thì mình tự tin là bắt con lẻ em nhé, bởi vì con cờ 313 này tự tin là bắt con lẻ luôn. Đấy, ở tay này xem nào, lại ra 8 m, mỗi bên 4 m luôn, mỗi bên 4 m luôn, mỗi bên 4 m luôn này, bố luôn tay này thì đồn kèo nghỉ luôn anh em nhỉ. Bố tay này thì đôn kèo nghỉ luôn. Đấy, anh em sẽ đánh nhau lúc đầu là đánh nhỏ và đều tay cho mình. Đấy, cứ theo cầu đều tay. Đấy, cứ lót hai bên ba trắng ba đỏ đều tay cho mình. Bắt đầu nếu mà tay sau lên lãi thì anh em có thể đánh gấp tiếp to như mình như này. Đấy, không có gì là phải vội cả anh em ạ. Đấy, mở bát bố
Ui giời ơi, đi con mẹ nó về chẵn anh em ạ. Mẹ tên này đánh nó về lễ chứ nhỉ, sao lại về chẵn được, không hiểu kiểu gì luôn. À không phải 313, khả năng là sẽ 11 ở đoạn này đây, 212 đây, không phải 33 được anh em ạ. Tay này mình sẽ đánh chẵn, à mình sẽ bỏ lẻ, à bỏ chẵn mà mình sẽ đánh lẻ em nhé. Luôn mẹ nó, tay này mà ăn thì đôn kèo luôn này, ở 5515 cũng được anh em ạ, lại thấy ok rồi. Mẹ tay này thì 3 m vào 3 trắng và 5 m vào 3 đỏ anh em ạ. Mẹ tay này mà xịt thì đúng là mẹ chặt đầu xuống cho anh em xem luôn đấy chứ, tự tin tay này không thể là chẵn được, bởi vì anh em nhìn cái lượng tiền vào cũng là biết rồi, cần gì đâu bố chưa anh em. Đi mẹ xịt làm sao được, cái tay nó đã đéo hiểu sao là nó về được chẵn luôn đấy anh em ạ, đéo hiểu luôn, không hiểu kiểu gì là tay này nó về được chẵn luôn. Bây giờ anh em mới cho mà vẫn là lãi ra 8 mét rồi em này. Đấy, mình sẽ làm mất tay này thì đơn kèo nghỉ luôn nha. Mình sẽ bắt 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 vẫn là bắt bắt nhỏ thôi em nha, tay này vừa ăn to rồi mà, tay này mình sẽ là bắt nhỏ. Đấy, tiếp tục bắt thêm một con lẻ nữa cho mình. Đấy. Bởi vì cái tay này mình sẽ là rất là kết 3 trắng nên là mình sẽ vào 2 m 2 em nhé, mình sẽ vào 2 m 2 đó. Mình sẽ vào khi cả không khóa được cái bên cửa bên 3 đỏ thì, nhưng mà cái 2 m này, 2 m 2 này thì mất thì 1 m 5 vẫn là gánh được cái 2 m 2 này, vẫn là lãi ra được, không phải là hòa đâu em nhé, vẫn là lãi to ấy. Mà bác bú cho anh em đi, mẹ nó chỉ nói thì thôi chứ ba đánh 3 trắng to thế mà xịt được thì chỉ có mẹ ngu chó anh em ạ. Thề luôn, nãy chỉ ở anh em nhìn này, em nhìn thấy chưa, cái tay 5 m này là chiều thằng em mình ở có nạp ở đây và đánh ở nick mình em nhé. Đấy, có chiều của này thì có mất mẹ mỗi tay 8 m này và tay 3 m, còn đâu là bố 1 2 3 4 5 tay thông em ạ, 4 5 tay thông, mẹ lãi ra 13 củ của em ạ, mẹ quá là ok em nhỉ. Thì đấy anh em có cái mẹo này khá là hay em nhỉ. Đấy, anh em sẽ nuôi nguyên một bên gọi là bệt vị em nhá, bệt nguyên vị, tức là bạc 3 trắng và 3 đỏ đấy. Đấy, nuôi đều anh em mình, nuôi đều cho mình chắc chắn là sẽ có lãi nếu anh em vào soi cầu trước và đã xác định được là, kể cả không cần xác định luôn nhưng mà anh em vào cứ nuôi nguyên 2 vị cho mình chắc chắn là sẽ có lãi. Anh em sẽ chẵn thì nó không bao giờ bệt được quá 5 tay đâu, nhưng mà không bao giờ bệt được quá 5 tay với trên con game này, nên anh em sẽ tự tin cho mình là vào nuôi nguyên 2 vị như vậy là chắc chắn sẽ có lãi. Cứ đều tay cho mình, không quá mà cũng không là hơn em nhé, cùng lắm là ví dụ là vào 3 m thì anh em có thể là đánh nhỏ đi 500 hoặc là tay 1 triệu tay sau thôi đấy, có thể là như vậy. Nhưng anh em không được cả mất đến đâu và anh em sẽ cũng không được là đánh quá tay 3 m đề ra, và anh em sẽ cân bằng vốn cái tiền vào cho mình thì chắc chắn là anh em sẽ bắt nguyên 2 con vị ở dưới lẻ này, chắc chắn là sẽ có lãi luôn cho anh em đấy. Đấy, có là mẹo khá là ok dành cho những anh em nào là không biết chơi và muốn kiếm tiền cầm lãi nhanh nhất anh em nhé. Ok, giờ thời lượng video thì mình cũng có hạn thôi. Anh em cũng xem đến đây, anh em cũng sẽ hiểu cái mẹo của mình rồi và anh em sẽ áp dụng kiếm tiền kiếm lãi đi thôi. Rất là dễ thôi. Và chào anh em nhé. Hẹn anh em những cái video lần sau. Chào tạm biệt anh em.